24 tháng 10, Bắc Cường có lên trên KBG Hải Ngoại. Và ngày 25 thì bên phố Quân Sản TV có một cái hai cái clip, video clip nói rằng nhân sĩ Bonsa nghĩ gì về chuyến đi của Donald Trump, chuyến đi Á Châu của Tổng thống Donald Trump. Trong một những người nhân sĩ đó, chúng tôi rất là ngạc nhiên có tên Ngô Kỳ. Và lần đầu tiên chúng tôi được biết Ngô Kỳ là nhân sĩ. Từ xưa đến nay Ngô Kỳ vẫn luôn luôn là nhà đấu tranh, mà tôi gọi là nhà đấu tranh, nói lái là nhà đánh châu, hoặc nói lái nữa nhà châu đánh. Đánh châu hay châu đánh thì nó cũng cũng chết mà thôi. Thì trong cái đó Ngô Kỳ mới gửi ra một cái email. Chúng tôi đọc cái email đã được gửi lên khắp tất cả các diễn đàn khắp nơi. Ngô Kỳ USA số 9 a@yahoo.com. Kính gửi để kính trường và kính nhờ xin nhờ phổ biến. Xin cảm ơn Ngô Kỳ. Dân đóng vào màu kép Bonsa hội luận về việc Tổng thống Donald Trump đi Việt Nam dự hội nghị APEC 2017. Việt gian Nguyễn Mạnh Cường mở ngọc đơn ra, đồng chí của Nguyễn Phương Hùng đóng ngọc đơn tuyên bố phản đảng. Không biết đảng nào đấy. Little Sài Gòn ngày 26 tháng 10 năm 2017. Kính thưa quý đồng hương, tôi kính mời quý đồng hương thưởng lãm buổi hội luận mà tôi và những nhân vật Bonsa đề cập đến chuyến đi Việt Nam tham dự hội nghị APEC 2017 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cái link thứ nhất là nhân sĩ Bonsa nói gì vụ Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam, phần 1. Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam nhân quyền hay kinh tế, phần 2. Đặc biệt trong phần 2 của YouTube, xin quý vị lưu ý từ chỗ phút 23:30 để nghe ông Nguyễn Mạnh Cường, một người luôn ca ngợi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam và bị cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại lên án, làm hay. Ông Nguyễn Mạnh Cường lại tuyên bố những lời lẽ nhục mạ, phỉ báng Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam một cách nặng nề. Ông Nguyễn Mạnh Cường còn hết lời ca ngợi Tổng thống Donald Trump, và đi xa hơn nữa, ông còn gọi Tổng thống Donald Trump là bác, ngang hàng với Bác Hồ vĩ đại mà bọn cộng sản, bọn Việt gian và ngay cả cá nhân ông luôn sùng bái tôn thờ, đội trên đầu từ bấy lâu nay. Vì ông Nguyễn Mạnh Cường thường xuyên lên các đài chương trình hội luận của tên Việt gian sán lãi Nguyễn Phương Hùng, đóng bằng một kép sán lãi. Do đó có tin tức đồn đãi rằng Nguyễn Phương Hùng đang bị Bộ Chính trị Cộng sản và Ban Tuyên giáo Cộng sản bất bình, nên chúng đang chất vấn và đặt vấn đề với Nguyễn Phương Hùng. Lý do là ông Nguyễn Mạnh Cường là đồng chí thân tín của Nguyễn Phương Hùng, thế mà nay ông Nguyễn Mạnh Cường lại tuyên bố những lời lẽ phản động đối với Bác Hồ và Đảng, Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Điều này khiến Công an và Bộ Chính trị Cộng sản phải nghi ngờ và điều tra lý do tại sao lại có sự chéo cảm ứng như vậy. Việt gian có chụp với tâm hình Việt gian Nguyễn Mạnh Cường và Việt gian sán lãi Nguyễn Phương Hùng. Chắc chắn Nguyễn Phương Hùng trong chuyến về tác nghiệp hội nghị APEC 2017. Quý vị nghe rõ ràng nhé. Chắc chắn Nguyễn Phương Hùng trong chuyến về tác nghiệp hội nghị APEC 2017 tại Việt Nam lần này sẽ phải bị Công an và Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam làm việc để tìm nguyên do tại sao ông Nguyễn Mạnh Cường tuyên bố những lời phản động nặng nề như vậy trong buổi hội luận với chúng tôi vừa rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị bài viết tới. Trân trọng, Ngô Kỳ. Ngô Kỳ Cali a@gmail.com. Số điện thoại nếu quý vị muốn gọi 714-404-7022. Lý do chúng tôi đọc số điện thoại là bởi vì ông Ngô Kỳ công khai đưa lên trên diễn đàn, tức là ông không giấu giếm. Thưa quý khán giả, đó là lý do tại sao một số người bảo
Bác Hùng nói tại sao lại công an tra tấn bác trong các bữa ăn là sao? Là tại vì sau khi ông Ngô Khỉ đưa cái này lên, tôi bảo nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã bị công an tra tấn tại nhà hàng Chen Trần số 1 ngay khi bước xuống dưới phi trường. Là công an Kiều Quốc Hùng trở thẳng vào trong nhà hàng Chen Trần, và chúng tôi ngày hôm qua đã có live stream và cũng đã có chụp hình. Và cái người chụp hình chúng tôi là cao như vậy, đó là anh Trinh. Anh Trinh là một trong những cái doanh nghiệp trẻ và thành công tại Việt Nam. Những cái doanh nghiệp trẻ, chúng tôi muốn nói với quý vị, ở Việt Nam quý vị có cơ hội để phát huy tư tưởng, phát huy sáng kiến, phát huy tất cả những tài năng quý vị có thể có được. Bởi vì nhà nước quan niệm, nếu quý vị làm kinh tế tốt thì những nhân viên của quý vị có được cái công ăn việc làm, và những người công nhân này có công ăn việc làm thì cái gánh nặng của nhà nước nó nhẹ bớt đi. Đó là một hình thức mà yêu nước một cách gián tiếp, vừa bỏ tiền vào trong túi mà vừa giúp công ăn việc làm, tránh được cái thất nghiệp cho nhà nước. Anh Dũng là một người trẻ 45 tuổi, hôm qua trong bàn tiệc anh đã nói một câu mà tôi rất mến, rất nể. Tôi nói cho các bạn bị rất là kẹt thì từ phỏng vấn những thức ăn cho tới những phỏng vấn về cái kinh nghiệm làm báo cho tới những cái tư tưởng của KBC Hải Ngoại. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi đã trả lời cho Ngô Kỷ, vâng, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đang tự do ngồi đây để bị tra tấn bởi các khán thính giả của KBC Hải Ngoại trên livestream. Và tôi biết chắc chắn giờ này Ngô Kỷ đang nghe, Ngô Kỷ theo dõi KBC Hải Ngoại rất nhiều. Bây giờ tôi nói thẳng ra, cái điều này ông Ngô Kỷ muốn nói gì? Thứ nhất, trong tất cả các bài viết của Ngô Kỷ luôn luôn có hình của Ngô Kỷ. Không có hình của Ngô Kỷ là không được, bởi vì cái thằng hám danh không có ai để ý nữa. Bà nhà thơ Vũ Hoài Mỹ gọi là con giòi, con sán lãi, theo bà Vũ Hoài Mỹ nó còn sạch, bởi vì nó sống ở trong cái ruột người ta, thì nó trong ruột người ta thì nó vẫn sạch như thường. Thế còn cái con giòi đó thì nó phải, nó từ trong cái đống phân nó bò ra, hoặc là trong cái cầu tiêu, thành ra con giòi Ngô Kỷ nó luôn luôn có cái mặc cảm nó là một con giòi, thành ra nó muốn được mọi người chú ý. Bất cứ một bài viết nào của Ngô Kỷ đều phải có một cái tấm hình to tổ bố ở trên trước khi bắt đầu vào trong bài. Thành cái như là thứ nhất. Cái thứ hai là cái những cái live stream, những cái video của Phố Bôn Đa TV, Ngô Kỷ đều được trả tiền để nói. Thành ra Ngô Kỷ cần phải quảng cáo cái video này của Phố Bôn Đa TV để được càng nhiều người vào đọc càng tốt. Thì nhiều người càng đọc thì người ta có tiền. Một người đọc thì thí dụ như 5.05 cent, thế nhưng mà 10 người đọc thì được bao nhiêu? 0.05 cent. Thế nếu mà 100 người đọc thì sao? Thì 0.50 cent. 1.000 người đọc có bao nhiêu? Thì nó lên như vậy. Đấy, đó là mục đích, tôi nói thẳng luôn, đó là mục đích của Ngô Kỷ, muốn kiếm view. Nhưng mà kiếm view bằng cách nào? Thì phải kể ra một câu chuyện. Một câu chuyện Ngô Kỷ tưởng rằng anh ta bắn một phát đạn sẽ chết hai con chim Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Phương Hùng. Cái đó là cái vô lý. Rất là vô lý của Ngô Kỷ là như thế này. Bởi vì đó là một cái đầu óc mà 42 năm nay cộng đồng của mình vẫn còn ngây thơ và trẻ con. Vì cái ngây thơ và trẻ con đó, quý vị đã sau khi 30 tháng 4, 75, quý vị đã bị gọi là bên thua cuộc, và quý vị đã gia nhập cái sư đoàn Bưu Cảnh. Thành ra quý vị, những cái đầu óc non nớt, những cái suy nghĩ từ trong cái bàn phím gõ cọc 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 cọc, quý vị đã nói lên một cái
ấu trĩ về chính trị. Trong cái bức thư này không thấy nhà nói là ông Cường phản bội hay là phản đảng. Cái điểm gì? Và nhục mạ Đảng Cộng sản, khi người ta nói thì mình phải chứng minh cái thằng đó ăn cắp, thì mình phải biết nó ăn cắp cái gì, ăn cắp ở đâu, ăn cắp ngày nào, tháng nào, ăn cắp bao nhiêu tiền. Chứ đâu có phải là cứ nói người ăn cắp là ăn cắp. Còn nói là nó phản đảng thì bác Cường có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không mà bác Cường gọi bác Cường là phản đảng. Thế quý vị thấy rằng rất là ngu. Cái thằng ngu nó viết cái ngu mà nó không biết rằng nó ngu. Đấy. Thì Ngô Kỳ nói rằng ông Cường phản đảng, ông phản cái gì mà gọi là phản đảng. Rồi cái thứ hai, Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Thì tôi hỏi rằng á, rồi sau đó ông gán ghép rằng ông Cường và ông là đồng chí của Nguyễn Phương Hùng. Okay. Thì cái chữ đồng chí không có nghĩa rằng chỉ có người Cộng sản dùng. Việt Nam Công Dân Đảng cũng là đồng chí, Đại Việt Công Dân Đảng cũng là đồng chí. Đồng chí là hiểu là cái gì không? Đồng là cùng, chí là chí hướng. Đồng chí là cùng chí hướng, có gì đâu. Tại sao là tự nhiên cái chữ Việt Nam như vậy? Tự nhiên đóng vào một cái vứt cho người Cộng sản. Thì Cộng sản thì có đồng chí, còn người Việt Nam không có đồng chí. Đúng. 42 năm ngày người Việt Nam hải ngoại không có đồng chí, chỉ có đồng rận mà thôi. Okay. Rận là tức là làm sao? Quý vị cắn nhau, giết nhau. Giống như ông Vũ Văn Lộc nói, cuốn phim là Việt Nam Hoa đó. Chúng ta thua từng một tấc phim một. Rồi trở lại cái và ông Nguyễn Mạnh Cường với nhau thành ra nhà báo sẽ về Việt Nam bị nguy hiểm. Một cái điều chúng tôi không muốn nói nhưng mà chúng tôi xin lỗi quý vị vì cái lá thư này của Ngô Kỷ chúng tôi phải nhắc lại. Năm 2015, Ngô Kỷ trên phố Buôn Ma Thuột TV qua hình ảnh của Vũ Trung, Vũ Hoàng Lân rất là ngây thơ, đóng bằng một kép chữ ngây thơ, không có biết nói, thành ra phải nhờ Vũ Trung mớm lời cho Ngô Kỷ chửi Bác Hồ là thằng. Thì bây giờ ai cũng biết rằng á, nhân vật chính ở trong phố Buôn Ma Thuột TV là Ngô Kỷ. Thì tại sao Ngô Kỷ nó chửi Bác Hồ như vậy mà phố Buôn Ma Thuột TV đi về Việt Nam, Vũ Hoàng Lân không bị công an và bộ chính trị đảng điều tra, hay là chắc chắn Nguyễn Phương Hùng trong chuyến về tác nghiệp hội nghị APEC 2017 tại Việt Nam lần này sẽ bị công an và bộ chính trị Cộng sản Việt Nam đóng vào màu kép làm việc để tìm nguyên do tại sao ông Nguyễn Mạnh Cường tuyên bố những lời phản động nặng nề như vậy trong buổi hội luận với chúng tôi vừa rồi. Thì chúng tôi xin mượn cái câu này, Ngô Kỷ hỏi chắc chắn Vũ Hoàng Lân trong chuyến tác nghiệp hội nghị APEC 2017 này tại Việt Nam sẽ phải bị công an và bộ chính trị Cộng sản Việt Nam làm việc để tìm nguyên do tại sao ông Ngô Kỷ tuyên bố chửi Bác Hồ nặng nề như vậy trong buổi hội luận của Vũ Trung trên phố Buôn Ma Thuột TV, được không quý vị? Nhà báo xin đổi được cái câu đó như vậy có được không? Cái thằng Ngô Kỷ nó ngu, nó đưa đạn cho tôi bắn, bây giờ tôi bắn nó lại. Ok Ngô Kỷ,